Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, mau thả ta xuống. Để mệt chết mất. Nhìn xem, vào lúc nước sôi lửa bỏng, người gấu tỉ còn không phải là đệ sao? Ta còn chưa kịp hỏi đệ đấy. Đệ nhát ta tới đây làm gì? Đương nhiên là bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu tỉ rồi. Ai bảo đệ đến cứu ta chứ? Ta có nguy hiểm gì đâu. Đúng rồi, không phải ta bảo đệ đi tìm Cửu Dương để gửi thư sao? Sao bây giờ chỗ Thầy Thịnh vẫn xảy ra chuyện? Đệ còn chưa kịp gặp Cửu Dương thì đã nhận được tin Trần Thầy Thịnh gặp thích khách nên trúng độc, còn hoàng hậu bị áp giải đến mất mạc. Lẽ nào Cửu Dương thích sát thành công rồi? Thế đệ có biết tình hình của Thầy Thịnh không? Tí hỏi đệ, đệ cũng không biết mà. Chỉ sợ tin này là giả, tỷ lại bị Thầy Thịnh bắt tới đây. Một khi tỷ rơi vào tay của hắn thì lành ít dữ nhiều. Vì thế nên đệ mới cứu tỷ ra đây. Đầu óc đệ đúng là có vấn đề. Con mắt nào của đệ nhìn thấy ta bị bắt tới đây? Lẽ nào là tỷ tự nguyện? Ta tự nguyện tới đây. Vậy tỷ đến làm gì? Đừng quản nhiều thế làm gì? Người ta quan tâm tới tỷ mà. Được rồi, chẳng phải ta rất tốt, không có gì nguy hiểm sao? Để mau quay về đi. Còn về làm gì? Không phải tỷ đã yêu Tề Thịnh rồi đó chứ? Để nói linh tinh gì đấy? Vì tỷ không ngoan ngoãn ở Thịnh Đô làm hoàng hậu lại tới nơi quan du này để chơi sao? Đúng thế. Đúng là ta có chút không yên tâm nên tiện thể đến đây xem tình hình. Đệ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vốn tưởng rằng tỷ và Cửu Ca có thể trở thành Ngưu Lang và Chức Nữ, Hằng Nga và Trư Bắc Giới, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Mệt thật, cảm giác sẽ không thể yêu được nữa. Nói linh tinh gì thế? Nói cho đệ biết, ta chưa từng yêu một người đàn ông nào. Ta cũng không biết yêu một người đàn ông là cảm giác thế nào. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Đệ không đi. Có đi không? Đệ không đi. Có đi không? Đệ không đi. Có đi không? Đệ không đi. Cứu mạng, đệ sắp tắt thở rồi. Tỷ tỷ tha cho đệ đi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cứu mạng. Tỷ tỷ, đây là Dương Nghiêm đây. Đau quá đi mất. Để không đưa ta đi thì thôi, còn dọa ta nữa. Để chỉ là không yên tâm về tỷ, muốn đi theo tỷ, bảo vệ tỷ. Thật không ngờ tỷ càng đi càng nhanh, sau đó còn chạy nữa. Để sợ không theo kịp tỷ, vì thế mới gọi tỷ đứng lại. Đau quá đi. Thôi đi, đau quá. Coi như đệ còn có lương tâm. Đi thôi. Đau quá đi. Hoàng thượng, không hay rồi. Hoàng hậu ở giữa đường bị người ta bắt đi rồi. Cái gì?
Ồ, có duyên thật đấy, lại gặp ngươi rồi. Duyên cái đầu của đệ ấy. Ta nói là Dương Nghiêm, đệ không biết đường, sao còn đi trước dẫn đường? Tỷ tỷ, đệ đâu có đi trước dẫn đường, đệ chỉ muốn đi phía trước tỷ để bảo vệ tỷ thôi. Vậy nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Cho tỷ này. Rừng cây này phong cảnh đẹp thật đấy. Để thò lưỡi ra làm gì? Lưỡi để ngứa. Thật không ngờ, thật không ngờ, để đường đường là Dương công tử, ăn ngon mặc đẹp cả đời, lại rơi vào bước đường này, cùng tỷ gặm một cái bánh. Dương Nghiêm, sao đệ lại thấp kém như vậy? Tỷ tỷ, không phải đệ thấp kém, là đệ còn non nớt. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người ở đâu? Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người ở đâu? Làm gì vậy? Muốn sàm sỡ ta hả? Đệ, đệ có sướng không? Cứng không? Cứng quá. Ta hiểu đệ còn trẻ, sức lực dồi dào. Ở đây quan du vắng vẻ, trong lòng đệ khó tránh khỏi nổi lửa. Nhưng đệ cũng không thể ra tay với ca ca ta đấy chứ. Ai muốn ra tay với tỷ chứ? Đệ chỉ biết là tỷ có thuốc giải. Nếu như tỷ thịnh có được thuốc giải, chúng ta đều phải chết. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại chỉ cần tỷ thịnh không chết, thế nào cũng được. Đệ đã bảo mà, tỷ thịnh cho tỷ uống thuốc lú gì rồi. Tỷ là vì hắn dứt bỏ mọi người trên thuyền chúng ta. Ta chưa bao giờ muốn dứt bỏ bất kỳ ai. Chỉ là vừa nghe tin tỷ thịnh sắp chết, ta liền cực kỳ đau khổ. Ta thậm chí còn rất hối hận. Dương Nghiêm, ta không muốn chàng ấy chết. Tỷ thật là hồ đồ. Tỷ tỷ, vì cửu ca, để không thể để tỷ phạm sai lầm, đắc tội rồi. Để thả ta ra, làm gì thế? Để làm gì thế? Dương Nghiêm, để buông ta ra. Dương Nghiêm,
Đừng động vào ta. Dương Nghiêm, Dương Nghiêm, để có biết mình đã làm gì không? Dương Nghiêm, để có biết để đến làm chuyện tốt đẹp gì không? Ở đâu? Ở đâu rồi? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Cứu được Tề Thịnh rồi. Dương Nghiêm, kéo ta lên dưới. Để làm gì thế? Tuy đệ không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tỷ thế này cũng bẩn quá đi. Đệ có lương tâm không hả? Đệ quên mất vợ của đệ là do ai giới thiệu cho à? Thôi được, thật không thể ngờ, thật không thể ngờ, nữ thần đại nhân của đệ là vì đàn ông mà biến thành một bãi phân. Đúng là hỏng hết hình tượng, hỏng hết hình tượng rồi. Sau này tỷ sẽ đối mặt với đệ kiểu gì đây? Chuyện đệ không biết còn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Tiếng gì thế? Đệ có nghe thấy không? Dương Nghiêm, Dương Nghiêm, Dương Nghiêm, đừng kêu, để ở đây này. Sao rồi? Giờ đệ có ba việc muốn nói với tỷ. Nói đi. Thứ nhất, truy binh đến rồi. Truy binh? Trên đường chúng ta đi có truy binh sao? Theo đệ thấy, ngoài đệ ra thì đều là truy binh cả. Thứ hai, người dẫn binh là Tề Thịnh. Đệ, đệ nói là Tề Thịnh. Chàng ấy vẫn chưa chết. Chảy vẫn còn sống. Để không nhìn lầm chứ? Đúng là Tề Thịnh. Thứ ba, để tính tự mình chạy đây. Dương Nghiêm, ông nội nhà đệ, mau giúp ta leo lên cây để ta nhìn xem rốt cuộc có phải Tề Thịnh không. Thật sự là Tề Thịnh mà, còn gì mà không tin chứ? Trừ khi ta chính mắt nhìn thấy, nếu không ta sẽ không tin.
Đợi tỷ leo lên cây xong, e là Tề Thịnh đã bao vây chỗ này rồi. Tề Thịnh dẫn theo toàn cao thủ, để mang theo tỷ căn bản không thể thoát được. Hơn nữa hắn cũng không có chuyện gì thì chắc chắn cửu ca có chuyện rồi, để phải đi cứu cửu ca. Nhưng đệ cũng không thể bỏ lại ta một mình ở đây. Tỷ tỷ thật sự hết cách rồi. Giờ này cửu ca không biết sống chết thế nào. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa một trong hai người, đệ chọn cửu ca. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, phía trước có một vật thể không xác định. Đó là hoàng hậu. Nàng chịu khổ rồi. Thuốc giải của chàng đi. Bông bông, bông bông. Thank you.
世间有没有传说？生为飞蛾，若是不敢扑火，这宿命凭借什么闯过？ 皇thượng, thứ cho thần nhiều lời. Người đã ở bên hoàng hậu nương nương mấy ngày nay rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Nếu không, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi đâu. Vì sao hoàng hậu nương nương vẫn chưa tỉnh lại? Bẩm hoàng thượng, do hoàng hậu nương nương đi đường vất vả, nhiều ngày chưa ngủ. Thêm vào đó, người chưa từng phải chịu khổ như vậy. Vì vậy, cần ngủ thêm vài ngày mới có thể tỉnh lại được. Đều lui xuống đi. Vâng. Khởi bẩm hoàng thượng, lương thảo đã vận chuyển tới rồi. Tốt. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh địch. Vâng. Đang tỉnh rồi à? Water. Nước. Đứa đâu? Sao chàng lại lừa thiếp? Vừa mới tỉnh lại thì đừng lãng phí sức nói chuyện vội. Chàng trả lời thiếp đi, tại sao lại lừa thiếp? Lẽ nào nàng hy vọng ta chết sao? Thiếp không hy vọng chàng chết. Nhưng thiếp không ngờ rằng chàng lại có thể bẩn khởi thiếp lần nữa. Tề Thịnh, lần này chàng chơi đùa hơi quá rồi đấy. Ta không hề đùa cợt tình cảm của nàng, ta là đang đánh cược với chính mình. Chàng có thể cược cái gì? Ta cược rằng nàng sẽ tới. Ta cược nàng sẽ không rời bỏ ta. Phàm là đánh cược đều chỉ là một trò chơi. Được mất thắng thua sớm đã được sắp xếp hết rồi. Càng là người không có khả năng tự kiềm chế thì càng không thể tự thoát khỏi cuộc chơi. Lẽ nào chàng không biết những điều này sao? Đối với nàng, ta thật sự đã không thể tự kiềm chế rồi. Vì vậy ta không thể không đánh cược. Ta hết lần này tới lần khác cho nàng cơ hội để lựa chọn. Thực ra đều là đang đánh cược với bản thân mình. Ta vui mừng vì lần cuối cùng này, cuối cùng ta đã không đánh mất nàng. Chàng cho rằng chàng vẫn luôn cho thiếp lựa chọn, nhưng thiếp thấy chàng chẳng qua là hết lần này tới lần khác trêu đùa tính mạng của người khác. Nàng hiểu nhầm ta rồi. Sở dĩ ta nhọc lòng cho nàng cơ hội lựa chọn đều bởi vì trong lòng ta có nàng. Ta mãi mãi không bao giờ làm việc gì tổn hại tới nàng, càng hy vọng ta có thể cảm hóa nàng.
cách biểu đạt tình cảm này của chàng. Thiếp không thể tiếp nhận nổi. Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Nàng có thể tới là ta đã mãn nguyện rồi. Sau này ta sẽ không lừa gạt nàng. Mời Dương tướng quân. Cửu ca, làm sao để ăn trộm lệnh bài và chìa khóa của tam ca tới đây? Tuy đệ đẹp trai hơn huynh ấy một chút, nhưng vẫn chưa bị ai nhận ra. Dương Nghiêm, ta không muốn làm liên lụy tới mọi người, đệ mau đi đi. Cửu ca, để làm việc thì huynh cứ yên tâm, sẽ không có sơ hở gì đâu. Cửu ca, đã đến lúc này rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, mau đổi y phục với hắn đi. Cửu Dương điện hạ, trước đây người đã có ơn với ti chức, hôm nay ti chức tới để báo ơn. Cửu ca, hắn biết cách để thoát thân, lẽ nào huynh không muốn gặp hoàng hậu nương nương sao? Cửu ca, gấp lắm rồi, tranh thủ thời gian đi. Nương nương, người mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ quay về cung, nô tỳ sẽ làm món ngon để bồi bổ cho người. Nương nương, người nghe thấy em nói gì không? Sao người vẫn chưa tỉnh lại? Lục Ly, khóc cái gì chứ, ta vẫn chưa chết mà. Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Nô tỳ vẫn luôn ngồi bên cạnh người, chăm sóc người. Người đã gầy đi rất nhiều rồi, nô tỳ đau lòng lắm. Người nói xem, người đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu. Dọc đường đi, em chịu khổ cùng ta rồi. Vốn dĩ không thấy em, ta còn lo lắng lắm, nhưng bây giờ thấy em thì ta cũng yên tâm rồi. Nô tỳ cũng hay thì vậy đó, đã đến đây từ lâu rồi. Sau khi người được hoàng thượng đưa về quân doanh thì vẫn luôn hôn mê. Cho đến khi đại quân chuyển đến thành Bình Ninh, nô tỳ vẫn luôn đợi ở bên cạnh người. Chúng ta đang ở thành Bình Ninh ư? Đúng vậy nương nương. Hôm qua, sau khi người tỉnh dậy, nói chuyện với hoàng thượng xong là ngủ tiếp. Nô tỳ thấy người thật sự quá mệt mỏi rồi, nên không nhẫn tâm gọi người dậy. Nhắc Tề Thịnh là ta lại thấy đau đầu. Nhìn sắc mặt của hoàng thượng hôm qua, giống như người và hoàng thượng nói chuyện không được ăn ý. Hoàng thượng thật sự không phải muốn ra tay với người đấy chứ? Bây giờ xem ra chàng ấy sẽ không làm gì ta đâu. Nhưng mà sao? Đừng 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 dọa em. Chàng ấy thổ lộ tình yêu với ta, nhưng ta vẫn không có cách nào đối diện với tình cảm này. Đừng đừng, hoàng thượng thổ lộ tình cảm với người, đây là chuyện rất đáng mừng mà. Đáng mừng gì chứ? Hoàng thượng là người thế nào em còn không rõ sao? Chàng ấy đã từng đối tốt với ta, cũng từng muốn lấy mạng ta. Mọi chuyện vui buồn của ta, thậm chí cái chuyện sống chết của ta đều bị chàng ấy khống chế. Ta không dám chấp nhận một người như vậy. Nương nương, giờ hoàng thượng đang bận chiến sự, người cũng bất chấp gian khổ mà tới đây rồi,
thì đừng giận dỗi hoàng thượng nữa. Ta cũng chẳng có gì đáng phải giận dỗi, chỉ là ta đã hiểu tấm lòng của chàng ấy đối với ta, ngược lại ta không biết nên đối diện với chàng ấy thế nào. Không biết Cửu Dương thế nào rồi. Nương nương, người nói xem, chuyện giữa nam và nữ sao lại phiền phức thế này cơ chứ? Hoàng thượng, Dương tướng quân, sáng nay Dương Túc vào trong ngục tuần tra, phát hiện phòng giam của Cửu Dương trống không. Theo điều tra của thần, nghi rằng nghịch tử Dương Nghiêm cùng đám bạn bè xấu xa của nó đã giúp Cửu Dương vượt ngục. Có điều thần đã phái người mau chóng đi bắt lại Cửu Dương và đồng bọn của hắn. Cửu ca, giờ đi đâu cả rồi? Đi thôi, ra ngoài xem sao. Cửu ca, người đó đi thả dê rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Con người ta một khi gặp giận đen, thật sự là quả vô đơn chí. Cửu ca, Quỳnh nói linh tinh gì vậy? Quỳnh còn biết là giảm phải phân có thể chuyển vận may sao? Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại Bồng Bồng đi. Cũng không biết tình hình ở chỗ nàng ấy rốt cuộc ra sao rồi. Nếu nàng ấy biết ta thất bại rồi, chắc sẽ rất thất vọng. Chuyện thiết sát thất bại, liệu Tề Thịnh có ra tay với nàng ấy không? Cửu ca, đã đến lúc này rồi, Quỳnh nên lo cho bản thân mình trước đi. Lời này của đệ là có ý gì chứ? Không phải đệ nói sau khi chúng ta ra ngoài thì có thể mau chóng trở về Thịnh Đô gặp nàng ấy sao? Nếu trong nhà lao đệ không nói như vậy thì Quỳnh có ra ngoài với đệ không? Thế bây giờ rốt cuộc nàng ấy thế nào rồi? Sợ là Quỳnh không gặp được hoàng hậu nương nương nữa đâu. Bởi vì tỷ ấy cũng tới Bắc Mạc rồi. Nàng ấy tới Bắc Mạc? Nàng ấy tới Bắc Mạc làm gì? Có phải Tề Thịnh sai người bắt nàng ấy tới không? Đi thôi, giờ chúng ta đi cứu nàng ấy. Cửu ca, Quỳnh đừng ngốc nữa. Cửu ca, Tề Thịnh nói dối là mình bị trúng độc. Trương Bồng Bồng bất chấp gian khổ tới Bắc Mạc chính là để mang thuốc giải tới cho hắn. Bây giờ có khi tỷ ấy đang ăn tổ yến trong phủ tướng quân rồi. Lời này của đệ có ý gì chứ? Tỷ ấy, hình như tỷ ấy đã yêu Tề Thịnh rồi. Không được, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì. Bất luận thế nào ta cũng phải gặp nàng ấy một lần. Cửu ca, Quỳnh bình tĩnh lại đi. Bây giờ Quỳnh quay về thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Hay là để đệ quay lại thành Bình Ninh thăm dò tin tức đã rồi tính tiếp. Được.
Chúc mừng Triệu Dương, không tốn chút sức lực nào đã lấy được mấy trọng tấn rồi, làm tăng khí thế của đại quân Nam Hạ chúng ta. Trước đây, thần không biết tới tài cầm quân của Triệu Dương là thần có mắt không tròng rồi. Không phải Dương tướng quân có mắt không tròng đâu, có trách thì trách ta bình thường quá khiêm tốn rồi. Thông minh tài trí, quá khó để mọi người phát hiện. Chuyện này còn phải cảm ơn hoàng thượng đã trọng dụng ta. Nhị ca từ nhỏ đã thích luyện võ, trong mấy huynh đệ lại là người tinh thông binh pháp nhất, chỉ là vẫn luôn bị hiểu nhầm thành một người hữu dũng vô mưu. Vậy cũng phải, người xem cơ bắp của thần khỏe khoắn thế này, không phải người bình thường có thể luyện được. Thần còn có cơ bụng tám múi nữa, nếu không phải hôm nay thần mặc quá dày, Triệu Dương kiêu dũng như vậy, sắp xếp tiếp theo của trẫm cũng sẽ giao cho huynh một nhiệm vụ quan trọng. Hoàng thượng, đánh trận chính là càng đánh càng dũng cảm. Giờ thần mới tìm được hướng đi của cuộc đời, giá trị của sự tồn tại. Hoàng thượng, người cứ dùng thần thoải mái đi. Quân ta nghỉ ngơi trong thành Bình Ninh cũng đã vài ngày rồi. Trẫm định bước tiếp theo, lệnh cho Dương tướng quân âm thầm dẫn đại quân tấn công đô thành Thượng Kinh của Bắc Mạc. Cùng lúc Triệu Dương phục kích binh mã các nơi tới cứu viện Thượng Kinh, giúp Dương tướng quân dọn sạch những chướng ngại bên ngoài. Hoàng thượng, nếu chúng ta đem phần lớn binh mã phái ra ngoài thành, thành Bình Ninh không người canh giữ, ngộ nhỡ nếu như chúng ta không biết binh lực của Thác Tử rốt cuộc còn bao nhiêu, cho nên không thể liều lĩnh giao chiến. Trẫm muốn dùng mưu trí để thắng. Hoàng thượng, người định dùng không thành kế ư? Hoàng thượng anh minh, chúng thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Phân dê vừa mới ị. Cứu ca, để về rồi hay sao? Cứu ca, vừa rồi để dẫm vào một đống phân dê rất to, lại còn nhão nữa. Để thấy hay là cứ đợi trong chuồng dê này được rồi. Phần dê ở đây đúng là trận pháp tuyệt diệu, cho dù là ai cũng không vào được. Để đừng nói đùa nữa, đã nghe ngóng được tin gì rồi? Nói chuyện huynh muốn nghe trước nha. Hoàng hậu nương nương quả nhiên đang ở trong phủ tướng quân, có cách nào sắp xếp cho ta gặp nàng ấy không? Hiện giờ phủ tướng quân có trọng binh canh giữ, mặc dù đệ có thừa bản lĩnh nhưng vẫn không vào được. Ta cũng từng nghĩ kế hoạch thích sát có thể sẽ thất bại, nhưng cho dù là thất bại, cùng lắm cũng là chết thôi. Vì Bồng Bồng, ta làm tất cả những chuyện này đều đáng. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn bất an, sợ là nàng ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Bây giờ quả nhiên nàng ấy đã thay lòng đổi dạ rồi. Cửu ca, nói thật lòng, chỉ cần huynh còn sống, chúng ta không phải không có cơ hội. Một người đàn ông có được thiên hạ nghĩa là có tất cả. Ta từng suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Thực ra bây giờ ta chẳng có gì cả. Thứ mà ta muốn cũng bị sự chân thành của ta làm rung động. Cửu ca, vẫn còn một chuyện kỳ lạ. Cha đệ và các ca ca của đệ tập hợp binh mã ra khỏi thành Bình Ninh, chỗ Triệu Dương cũng chuẩn bị xuất phát, không biết là muốn làm gì. Tề Thịnh giỏi dùng kế, nếu ta đoán không nhầm, Bình Ninh sắp sửa trở thành một tòa thành trống rồi. Thì ra Tề Thịnh đang dùng kế. Bây giờ xem ra chỉ có lực đổ tất cả mới có thể đoạt lại thứ mà chúng ta muốn. Tề Thịnh biết dùng không thành kế, chúng ta cũng dùng một kế chế hắn, mượn đao giết người. Mượn đao? Mượn đao của ai? Kẻ địch của Tề Thịnh, bọn Thác Tử của Bắc Mạc. Cứu ca, quên phải nghĩ cho kỹ. Đây, đây là thông đồng với địch đấy. Chuyện này một mình ta đi làm, để không cần tham gia vào. Cứu ca, quên nói gì vậy? Đời này của đệ đều theo huynh, bất luận núi đao biển lửa đệ cũng đi theo huynh. Có thể tìm được ngựa không? Ngựa thì không có, nhưng bên đó có một con lừa rất đáng yêu. Đi thôi cửu ca. Ha ha ha!
Thủ lĩnh, chúng ta bắt được một nữ nhân Nam Hạ. Cô ta tự xưng là nữ nhân của hoàng đế. Cái gì? Nữ nhân của hoàng đế? Mang vào đây. Dân. Ngẩng đầu cao lên. Ngẩng cao lên. Ngươi thực sự là nữ nhân của hoàng đế Nam Hạ? Đúng vậy. Chỉ dựa vào chút nhan sắc này của ngươi mà đòi làm nữ nhân của hoàng đế ư? Nữ nhân của hoàng đế? Sao có thể một thân một mình tới đây? Lời của ngươi không thể tin được. Hoàng thượng đưa quân đến Bắc Mạc đánh trận, trong lòng ta không nỡ xa người, liền lén chạy ra ngoài. Vốn định đi theo người, không ngờ lại bị người của các ngươi bắt được. Chỉ nói suông, làm sao ta tin lời ngươi được? Tin hay không tùy ngươi. Nói cho ngươi biết, ta là người được hoàng thượng xem trọng nhất. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, hoàng thượng nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Miệng lưỡi cứng rắn nhỉ, nhưng nếu thật sự đem ngươi tới trước mặt hoàng đế Nam Hạ, ta xem hắn còn dám giao chiến với ta nữa không. Người đâu, mang đi. Chăm sóc cô ta cẩn thận. Đừng tin lời người phụ nữ này. Cô ta chính là đến để lừa ăn uống đó. Nghe lời ta, mang đi. Thủ lĩnh, có người tự xưng là dương gia của Nam Hạ tới cầu kiến. Mấy người Nam Hạ này làm sao vậy? Lúc thì nữ nhân của hoàng đế, lúc thì huynh đệ của hoàng đế. Chuyện gì thế không biết? Mang vào đây, mang vào đây. Dân. Vị huynh đệ kỳ dị này, thủ lĩnh của các ngươi đâu? Ở đây này. Ta chính là thủ lĩnh của Bắc Mạc. Các ngươi ai là dương gia của Nam Hạ? Tại hạ chính là cửu dương gia của Nam Hạ. Ngươi đến đại doanh Bắc Mạc của ta làm gì? Ta đến để giúp các ngươi. Có một số việc ta đoán là ngươi cũng nên biết. Chuyện gì? Nói ta nghe coi. Lùi xuống đi. Người anh em, kiểu cười này của ngươi là bệnh đấy, phải chữa đi. Dương Nghiêm, chữa đi, chữa đi nhé. Hiện nay Tề Thịnh đã đem phần lớn binh mã tập hợp ở đô thành Thượng Kinh của Bắc Mạc. Thành Bình Ninh đã trở thành một tòa thành trống, không có mấy binh mã trấn thủ. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Sao ta biết được đây có phải là cái bẫy của các ngươi không? Giờ ngươi về cứu viện Thượng Kinh đã kịp nữa rồi. Nếu như ngươi tin lời của ta thì nên tập trung binh lực tấn công thành Bình Ninh. Hoàng đế Nam Hạ đang ở trong tòa thành trống đó. Hạ được Bình Ninh, diệt được hoàng đế ngự giá thân chinh, vậy thì thành công nằm chắc trong tay rồi. Nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng ta dựa vào đâu mà tin ngươi chứ?
thân phận của ta lẽ nào còn chưa đủ chứng tỏ tấm lòng của ta sao? Ta không cam tâm thần phục Tề Thịnh, hoàng đế của Nam Hạ, hắn làm được, tại sao ta lại không làm được? Nói như vậy, ngươi muốn mượn lực lượng của Bắc Mạc ta để tiêu diệt hoàng đế Nam Hạ của ngươi, giúp ngươi đăng cơ ư? Ngươi làm theo cách ta nói, đối với ngươi và ta đều có lợi. Cục diện đôi bên cũng có lợi này, ta tin là ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta tin ngươi, ta tin ngươi. Ra ngoài đánh trận thì vẫn nên liều một phen. Bên ngoài làm thanh gì thế? Có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng không nói với người sao? Hoàng thượng nói với ta cái gì? Đô tiện nghe nói Bắc Mạc đột nhiên tấn công thành Bình Ninh, hình như sắp không trụ nổi rồi. Hoàng thượng chuẩn bị xuất phát, đích thân đốc chiến, mau chuẩn bị y phục đánh trận cho ta.